nó có phải mụn không? Tí cho bác xem một tay. Phải mụn nó to lơ rồi. Toàn mụn cứng đơ à? Cái nào cũng là nhân hết. Con nào cũng nhân hết. Nó tròn nó cứng lắm. Sao chị lặn nó chả ra gì ạ? Để sâu lắm chị ạ. Lặn hoàn toàn. Hả? Nhiều lắm ấy, tí còn bên kia nữa mà. Cái đấy chị lấy hai cái tay chị dí nó cũng chả ra. Không ra nổi. Bác sĩ ở chích. To đùng à? To đùng to đùa. Đau không chị? Cũng đau chị... nhưng mà cũng đau bình thường. Chị được không? Đây đi chẳng xuống máy. Xuống. Đây.
sâu lắm. Cậy đúng không? Cậy ra. Ồ, cậy ra. Cái chị cậy ra. Nhi ơi, trường Nhi mai được nghỉ chưa? Nhi. Làm sớm nghỉ sớm. Cái số này điện thoại. Chị ơi, có chịu nữa không? Đau sâu. Đau. Đau chứ. Đau tận trong da trong thịt. Người ta bình thường một chúng ta đã đau rồi. Ơi. Ô, bây giờ chạy nào. Ê, cứ để bàn cho em. Bỏ ra thì em chuyển khoản thôi nhé. Em đang vội bận. Bỏ nhé. Hãy subscribe.
sơn này sao để lâu nó là như thế nào?